Chữa hốc xương cá. Ngày xưa, ở một làng kia, có một chàng trai trẻ tên Tân, sống với mẹ già trong một ngôi nhà lụp xụp. Tuy nghèo khó, nhưng chàng rất thương mẹ, lại chăm chỉ hay làm. Hằng ngày ra đồng làm thuê cuốc mướn. Vậy nên, dù nghèo, nhưng cuộc sống của hai mẹ con rất vui vẻ và hạnh phúc. Trong làng có cô thắm nổi tiếng xinh đẹp, dịu dàng. Con trai trong làng ai cũng mê mẩn cô và luôn mong muốn được lấy cô làm vợ. Nhưng không một ai cô thắm cảm thấy ưng mắt ngoại trừ Tân. Hai người yêu nhau trong lén lút, cũng bởi gia cảnh của cô thắm thuộc dạng danh giá, trong khi Tân phải kiếm ăn từng ngày. Tức thật đó, giàu có như ta mà cô ấy không thích, lại thích lao đầu vào một kẻ nghèo khó khốn rách áo ôm ấy ư? Không, ta nhất định không thể thua kẻ bần hèn ấy được. Nhìn mãi thì thằng này chẳng có gì để cô thắm động lòng cả. Nếu không có nó, chắc chắn cô thắm sẽ để ý đến ta. Làm thế nào để hắn biến khỏi đây được nhỉ? Loa loa loa, công chúa đang mắc bệnh nặng, ai có tài chữa bệnh thì mời về triều sẽ được thưởng quan cao lộc hậu. Hả? Mời về triều chữa bệnh ư? Loa loa loa, triều đình có người bệnh sao? Nếu chữa được chắc hẳn sẽ được thăng quan tiến chức đó. Nhưng nếu chữa không xong, có khi bị đánh đòn, có khi còn mất mạng nữa ấy chứ. Ta đã nghĩ ra cách rồi. Nhân cơ hội này, mình sẽ cho thằng đó biến khỏi tầm mắt của mình. Hắn chỉ là một người bình thường, sao chữa bệnh được chứ? Nhất định rồi sẽ bị vua trị tội chết. Lúc đó cô thấm sẽ thuộc về ta thôi. Bẩm sứ giả, tôi biết trong làng này có một thầy lang chữa bệnh hay như thần, có thể chữa cả những người sắp chết luôn. Thế thì hay quá rồi, có thật thế chăng? Nếu tìm được, ta sẽ thưởng cho ngươi 5 lượng vàng. Thật đấy, nhưng ông thầy này có một điều là không muốn tự nhận mình là thầy lang, luôn luôn giả bộ ngờ ngợt, hay nhờ chữa thì bao giờ cũng từ chối đầy đẩy. Chỉ có rồi đánh quán đích mới chịu nhận, mà một khi đã nhận thì chữa cực kỳ mát tay luôn. Ôi trời ơi, người có tài có tật mà. Thế thầy lang hiện giờ ở đâu? Ngài cứ theo con đường này dẫn ra đồng, hay thấy người nào sâu cá trê đang lúi húi nhổ cỏ thì chính là thầy lang. Tên thầy là Tân ạ. Vừa được tiền lại vừa trị được cho cái tên Tân đáng ghét ấy một bài học, hay quá đi. Thầy có phải thầy Tân không ạ? Vâng, tôi là Tân đây. Nhưng mà dạy học ai đâu mà gọi tôi là thầy? Dạ không, thầy thuốc ạ. Chúng thần phân thánh chỉ mời thầy về triều chữa cho công chúa bị hốc xương đã 3 ngày nay rồi ạ. Tình trạng công chúa ngày càng nguy kịch. Hay, các quan nhầm rồi. Đúng là trước đây ông và bố tôi là thầy lang, nhưng đến đời tôi thì bị thất truyền rồi. Tôi quê mùa dốt nát, có biết làm thuốc bao giờ đâu. Tôi đâu phải thầy lang mà mời. Xin thầy đừng giấu nghề, việc này đang rất cấp bách. Xin thầy hãy vui lòng tiến kinh cùng chúng tôi. Công chúa đang chờ ngày chữa trị, xin nhanh chân giúp cho ạ. Tôi nói thật mà, ngày xưa tôi không chịu học theo bố, giờ hàng ngày tôi chỉ tay cày tay cuốc, làm gì biết đến việc hệ trọng như việc xem bệnh bốc thuốc đâu ạ. Đến nước này mà vẫn còn chối, người đâu, mang thầy về cung cho ta. Người chữa cho công chúa đi, nhớ là không xong không yên đâu. Từ chối cũng chết, mà chữa không được cũng chết, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Mình không phải thầy lang, biết chữa sao đây? Đúng rồi, mình nhớ ngày xưa cứ mỗi lần hốc xương, thầy lại cho mình ăn miếng cơm nguội. Thử cách này xem sao. Làm ơn lấy cho ta mấy miếng cơm nguội đi. Vẫn chưa ra ư? Thôi chết. Mình biết mọi cách đó thôi. Giờ không chữa trị được cho công chúa thì chỉ có nước chết thôi. À!
buồn cười quá. Công chúa con sao vậy? Con đừng làm ta sợ nha. Trời ơi, lần này mình chết chắc rồi. Hả? Xuân Cá, con không thấy vướng cổ nữa. Xuân Cá bị văng ra ngoài rồi Phủ Hoàng ạ. Thật không ngờ, cách chữa bệnh của ngươi tuy hơi quái, nhưng lại có kết quả. Giữ đúng lời hứa, ta sẽ phong ngươi làm chức thái y. Từ giờ chuyên chữa trị trong hoàng cung, ta sẽ không để ngươi chịu khổ đâu. Thôi chết, chẳng may mình làm công chúa bật xương ra, thật là chó ngáp phải ruồi. Làm gì có chuyện may mắn cứ đến liên tiếp được chứ. Thôi thà về cày ruộng còn hơn là ở đây có ngày mang họa. Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này thực sự quê mùa dốt nát, không biết việc thuốc men là gì. Vậy xin nhường chức thước ấy cho các vị lang y. Còn hạ thần chỉ xin bệ hạ cho phép được trở về quê làng thôi. Hả? Người nói sao? Lời của ta mà ngươi dám từ chối ư? Quân đâu? Lôi người này ra đánh trăm trưởng cho ta. Đừng đừng, thần xin nhận, xin nhận. Đấy, hoàng thượng xem, cứ phải dọa đánh thì mới dám nhận. Chứng tỏ anh ta cũng biết khiêm tốn, chứ không hên hoang như nhiều người khác đấy chứ. Làm sao ta có thể thoát khỏi cung vua mà trở về đây? Cô thấm ở làng chắc đang lo cho ta lắm. Chỗ này là chỗ nào mà sao lại khóa kín cổng vậy? Thôi, đây là chỗ cấm, tốt nhất là ngài đừng có vào. Trời, ngứa quá. Trời, ngứa quá. Ngứa chết mất thôi. Ngứa quá đi. Hả? Phòng cấm cớ sao lại có người? Đấy là tiếng kêu cứu kia mà. Chẳng là dạo trước có rất nhiều tỳ nữ và lính canh ở cung Y Lạc đột nhiên mắc bệnh lạ. Mình mẩy cứ bị phát ban ngứa, rồi lây hết cho người này đến người khác. Vậy nên hoàng thượng đã hạ lệnh, ai bị bệnh thì phải bị đẩy vào đây, khéo lây cho thêm người trong hoàng cung ạ. Ai cũng bỏ mặc họ như thế, họ sẽ tự sinh tự diệt trong căn phòng đó ư? Nhưng chung quy cũng là vì cái chung, vì đại cuộc cho hoàng cung thưa ngài, nhất là những bệnh lạ không rõ nguồn gốc. Giờ ta muốn vào đó xem sao. Ngươi truyền lệnh cho người mở cửa đi. Sao ngài muốn vào đó? Nhưng đó là nơi cấm, hơn nữa rất dễ bị lây bệnh. Nếu không muốn chết, xin ngài đừng vào. Mau mở cửa cho ta, đó là mệnh lệnh. Cứu tôi với. Tôi ngớ quá, cứu tôi với. Đây thật giống với bệnh hắc lào, nhưng nguồn gốc bệnh lây ra ở đâu chứ? Muốn triệt thì phải triệt tận gốc. Tha cho tôi, xin tha mạng cho tôi. Tôi không muốn sống phần đời còn lại trong căn phòng tối tăm nghĩa lạnh này đâu. Im ngay, đã mang bệnh còn lắm mồm. Dừng lại, mau thả tay cô gái ra. Xin ngài hãy cứu lấy nô tỳ, tôi còn mẹ già đang đợi tin kìa. Cô có còn nhớ mình bị ngứa từ bao giờ không? Nhớ rõ, nhưng có lẽ từ lúc tôi vào cung Y Lạc và nhận chăm sóc chú chó của nương nương. Nương nương rất quý con chó này, vì nàng phải mang từ kinh thành vào cung để đỡ nhớ quê nhà. Nhưng chú chó có tật rất đặc biệt, khi ngủ phải có người luân phiên vuốt ve bồng bế như em bé vậy. Ta biết rồi. Giỏi lắm, khá khen cho ngươi có tấm lòng nhân hậu và thương người, nên mới có thể tìm ra bệnh và chữa trị bệnh ngứa cho các cung nữ và lính canh trong cung, lại còn tìm ra nguồn bệnh từ chú chó của nương nương trong cung Y Lạc nữa chứ. Dạ, đó cũng chỉ là bệnh hắc lào. Hồi còn nhỏ, mỗi lần thần bị hắc lào, bị ngứa là phụ thân của thần lại sắc những lá chuối xanh lên và chà sát vào những chỗ ngứa đó, vài ngày là nó sẽ khỏi. Những người nông dân như thần ở quê rất hay mắc phải những bệnh này thưa hoàng thượng. Ta quý trọng tấm lòng y đức của khanh, từ quý tộc cho đến những người tỳ nữ lính canh thấp cổ bé họng, nhưng khanh vẫn chữa trị cho họ tận tâm. Điều này làm cho ta thấy rất hài lòng. Khanh đã lập công lớn, khanh có muốn ta thưởng gì không?
Dạ bẩm hoàng thượng, thần không muốn thưởng gì, cũng không có yêu cầu gì cao siêu, chỉ là thần... Sao nào, cứ nói đi, yêu cầu gì ta cũng sẽ chấp nhận. Ở quê nhà, thần có người mà thần thương trộm nhớ. Từ trước đến nay, công việc của hạ thần chỉ gắn liền với đồng ruộng, ngày ngày được làm việc. Giờ vào cung vua, thực sự ân sủng của vua, được ăn sung mặc sướng, nhưng lòng lại nhớ quê. Nay xin hoàng thượng cho thần được trở về quê, tuy vất vả, nhưng đầy vui vẻ và có người thần thương ạ. Một người nặng tình như ngươi, xa người mình thương chắc phải đau lòng lắm. Được, ta chấp nhận. Nếu ngươi đã thực sự không thích trốn quan trường, ta sẽ thưởng vàng bạc và cho ngươi về quê. Nhưng sau này lúc nào ta cần mà triệu vào cung, ngươi nhất định sẽ phải hồi cung đấy, nghe chưa? Dạ, thần xin cảm tạ hoàng thượng. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ý, cô phải là vợ của ta. Thằng tân kia chắc chắn đã bị vua chém đầu rồi. Thì ra chính ông là người đã đi báo với sứ giả để họ triệu anh tân vào cung chữa bệnh sao? Là ta chứ còn ai nữa. Để xem hắn còn có đường về quê hay không. Có khi giờ đã bị nhà vua nhốt vào nhà lao chờ ngày hành hình rồi ấy chứ. Giờ không còn ai có thể cạnh tranh với ta được. Cô nhất định sẽ thuộc về ta. Thả quấy ra. Ta ra lệnh cho ông. Thả quấy ra ngay. Còn không mau làm theo lệnh của thái y đi. Hả? Cái gì? Thái y sao ngươi về được chứ? Anh đã trở về. Không phụ lòng ngày đêm ta đợi anh. Ta không về để ngươi cướp vợ sắp cưới của ta sao? Hơn nữa, ta về đi phải trần bộ mặt nhà ngươi thì báo tin bừa bãi nhằm hãm hại người khác. Nhưng buồn thay cho ngươi, ta chẳng những đã trở nên nổi tiếng, lại được vua ban cho chức tước, tiền bạc. Còn giờ, ngươi hãy tránh xa cô gái của ta ra. Nếu không, ta sẽ cho lính bắt ngươi vào ngục đấy. Tôi biết tội, mong thay suy xét mà bỏ qua cho. Trời ơi, tức thật mà. Thế là mình, chính mình đã tạo cơ hội cho hắn ư? Ôi trời ơi, tưởng đâu hại được hắn, ai ngờ. Tức quá đi. Em gái cáo. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, có một gia đình giàu có nhà họ Kim, nổi tiếng vẹn toàn, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhanh tay lên nào, hôm nay là lễ cầu nguyện thứ 100 của nhà ta rồi, không thể có gì sai sót. Nhà họ Kim hôm nay lại tổ chức lễ cầu nguyện, có thêm con gái phải không các ông các bà? Tận 100 ngày cầu nguyện rồi đấy. Tuy có 3 đứa con trai kháu khỉnh tuấn tú rồi, mà không hiểu sao ông chồng cứ đằng đằng phải có thêm con gái. Ui giàu, nhà họ giàu, của nã chất ngồn ngộn, thì có đông con cũng chả lo gì thiếu đói, chẳng qua là được voi đòi tiên. Các ông các bà đúng chả biết gì, nhà đấy mê tín lắm. Thầy bảo bà vợ đi xem bói, thầy bói nói nhà phải có thêm đứa con gái nữa, kẻo đẻ mỗi 3 thằng con trai rồi sớm muộn sẽ sạt nghiệp. Có chuyện đó kìa à? Giàu ơi, bảo sao? Còn lại thanh thần trời đất ban cho con thêm một cô con gái út để kéo dài hưng thịnh cho gia tộc chúng con. Thánh thần con linh, xin hãy cho con sinh thêm một đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền. Con hứa sẽ tu thân tích đức đời đời kiếp kiếp. Ôi chà, Trường Ốt đáng yêu, con gái vàng, con gái bạc của ta. Kể từ ngày đẻ ra nó, việc làm ăn nhà ta thuận lợi hẳn. Đúng là đứa con gái quý giá của mẹ. 17 năm sau. Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy Trung Hanh? Gì mà hét ầm ĩ lên vậy? Con bò này chết rồi cha ơi. Sao lại có chuyện lạ đời này nhỉ? Bò nhà chúng ta đang khỏe mạnh. Cha, con bò này bị moi hết gan rồi. Sao lại có kẻ nào chỉ lấy gan bò kia chứ? Chắc là có kẻ xấu rình rập về nhà ta rồi.
chuồng sóc. Con là anh cả trong nhà, tối nay con vào trong chuồng bò xem thế nào. Dạ vâng, thưa cha. À mà khoan, chuyện này đừng nói với chuồng ốc vội nha. Con bé vốn tính nhút nhát, nó sẽ sợ lắm đấy. Vâng ạ. Nó đây rồi. Phen này ta sẽ bắt được tên trộm đó để lập công với cha ta. Trời ơi, cái gì? Con không bắt được tên trộm đó sao? Mình mà nói ra chuyện này, chắc chắn cha sẽ không tin mà còn mắng mình một trận ấy chứ. Thôi cứ coi như mình không thấy gì hết. Vâng thưa cha, con định chạy rượt theo nó mà nó lại chạy mất. Quả thực con không biết nó là ai à? Anh không nhìn rõ nó là ai sao? Không, anh chẳng thấy gì hết. Đứa con trai cả mà ta trông mong lại vô dụng thế đấy. Dung Đông, tối nay đến lượt con đi gác chuồng bò, có động tĩnh gì báo ta ngay. Vâng ạ, thưa cha. Không, không thể nào. Đến cả con cũng không bắt được trộm ư? Từ hôm qua đến nay, cứ mỗi ngày nhà ta lại mất một con bò. Chẳng lẽ chúng ta chịu thua kẻ đó sao? Mình không thể nói chuyện kinh khủng này với cha được. Cha sẽ không tin đâu. Cha sẽ cho rằng mình bịa đặt rồi mắng cho mình một trận ấy chứ. Tốt nhất cứ coi như không biết gì hết. Cha, con cũng như anh chung sóc ạ. Con không nhìn rõ nó là ai. Bảo thằng Trung Hành, tối nay đến lượt đó đi canh chuồng bò. Lần này mà nó cũng không thấy gì, ta sẽ trừng phạt. Chẳng phải đó là em gái ta, chuồng ốc sao? Trời ơi, sao lại là nó? Mình có nên nói chuyện này cho cha biết không? Nếu mình giấu cha, không biết sau này có chuyện gì xảy ra nữa. Trung Hành, con nói sao? Con gái út của ta ăn gan bò, làm sao con lại bịa ra câu chuyện kinh khủng như vậy được thế hả? Thưa cha, con tuyệt đối không bịa chuyện. Con đã nhìn thấy tận mắt chuồng ốc ngồi môi gan bò. Trời ơi, sao có thể? Hay mày sợ không tìm ra thủ phạm sẽ bị phạt nên mới đổ tội cho con bé? Không ạ, xin cha hãy tin con. Chuồng ốc là con vàng con bạc, chúng ta vất vả cầu nguyện mới sinh được, sao nó có thể là quái vật được chứ? Nếu bố mẹ không tin, xin hãy hỏi anh cả và anh hai. Chuồng Sóc, Chuồng Đông, nói đi, những đêm trước các con đã thấy gì? Nếu Chuồng Hành nói sai, ta sẽ đuổi nó khỏi nhà ngay lập tức. Con không thấy gì cả. Con nói rồi mà, con cũng như anh cả, con không thấy gì hết. Chuồng Sóc, Chuồng Đông, sao các anh có thể không thấy gì? Rõ ràng em thấy Chuồng Ốc, em gái của chúng ta. Thôi đủ rồi, chắc trời tối quá nên mắt em mờ đó Trung Hành. Đúng vậy, em nhìn nhầm rồi. Các anh sợ bị cha mắng nên mới không nói thật đúng không? Cút khỏi nhà ta ngay. Ta không cần đứa con đổ tội cho em gái để trốn tránh trách nhiệm như mày. Mày là đồ xấu xa. Anh con trai thứ ba bị cha đuổi ra khỏi nhà. Anh cứ đi mãi và đến một ngôi làng xa lạ và kết hôn sinh sống ở nơi đó. Thấy chồng mình thỉnh thoảng lại ủ rũ và thở dài, người vợ lo lắng. Anh bèn kể lại chuyện mình bị đuổi khỏi nhà. Vậy chàng hãy về nhà một chuyến xem sao. Nhưng sợ rằng em gái ta là yêu quái, ta sẽ không thể làm gì được đó. Em có cách này, chàng cứ làm theo em. Nếu gặp chuyện chẳng lành, chàng hãy ném 3 chiếc bình thủy tinh này. Bình thủy tinh này có thể diệt được yêu quái sao? Chẳng giấu gì chàng, em vốn là con gái của thần núi làng này. Nghe chàng kể chuyện, em biết ngay nhà chàng đã gặp chuyện. Chàng mau về xem thế nào đi. Trời ơi, cả ngôi làng khi xưa trù phú là thế, vậy mà không còn một ai. Nhà ta cũng vậy, đích thị là con yêu quái đó đã giết chết cả làng và gia đình ta rồi. Chắc hẳn con yêu quái đó vừa rình rập ta. Ta phải chạy đi mới được. Anh Trung Hành, đã lâu không gặp, anh có khỏe không? Không, đừng hòng động vào ta.
Thôi chết, mình phải làm sao bây giờ? Nó sẽ giết chết mình mất. À, phải rồi, mình đang có ba chiếc bình của vợ đưa. Trung Han, mày là kẻ đầu tiên nói tao không phải là người. Mày phải chết. Nhà ngươi đáng ra sẽ trở thành lá gan thứ 100 của ta. Có đủ 100 lá gan, ta sẽ trở thành người bất tử. Thật tức quá. Vậy là anh chàng Trung Han thật thà dám nói lên sự thật, là người duy nhất thoát nạn yêu tình cáo. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.